chuyện chỉ có ở Việt Nam, tạm giam nghi can 13 năm, rồi lại cho tại ngoại, ai phải chịu trách nhiệm? Theo giới chuyên gia, từ góc độ xã hội học, việc tạm giam với nghi can, bị can hay bị cáo, nếu kéo dài quá thời hạn theo quy định của pháp luật, không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân nghi can, mà còn tác động rất lớn đến gia đình họ, cũng như cộng đồng nơi họ đang sinh sống. Tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 tháng 6 năm 2024 đưa tin chuyện hy hữu tạm giam 13 năm. Bản tin cho biết một bị cáo vừa được tại ngoại sau khi bị tạm giam đến 13 năm trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc chào mời góp vốn từ năm 2010. Theo đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam với bị cáo Nguyễn Huy Khang, 65 tuổi, sống tại huyện Tân Yên, Bắc Giang, do xét thấy ông không cần thiết phải tiếp tục tạm giam. Qua tìm hiểu, được biết ông Nguyễn Huy Khang bị bắt tạm giam từ năm 2011 và bị điều tra truy tố xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chuyển nhượng phần góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Trường Sinh. Vụ án này đã khởi tố từ năm 2010, kéo dài hơn 10 năm, đã hai lần tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại nhưng đến nay vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng. Cụ thể vào tháng 11 năm 2016, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Huy Khang 18 năm tù, ông Nguyễn Đình Bang, cựu giám đốc công ty Trường Sinh 16 năm tù về cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng đến tháng 10 năm 2017, Tòa án Nhân dân tối cao Hà Nội tuyên hủy bỏ toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra bổ sung. Đến tháng 9 năm 2019, vụ án lại được đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm lần thứ hai. Ông Nguyễn Đình Bang đã cung cấp thêm chứng cứ mới, khiến hội đồng xét xử phải chào sơ, tiếp tục yêu cầu điều tra bổ sung. Đến tháng 3 năm 2020, tòa án lại mở phiên phúc sơ thẩm lần thứ 3. Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Huy Khang 18 năm tù, Nguyễn Đình Bang 16 năm tù, đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi thường 22 tỷ đồng và 7.000 đô la. Tới năm 2022, tòa phúc thẩm lần thứ 2 đã phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân trước đó đã bỏ trốn rồi bị bắt lại theo lệnh truy nã. Hội đồng xét xử cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bà Xuân sẽ giúp cho việc làm rõ mức độ hành vi của hai bị cáo Khang và Bang. Do vậy, tòa phúc thẩm một lần nữa hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra lại từ đầu. Báo Pháp Luật cho biết, tại cơ quan điều tra và tại các phiên tòa, cả hai ông Bang và Khang đều kêu oan khẳng định bản thân các ông không có chuyện lừa đảo. Theo khoản 1 điều 277 Bộ luật Tố tụng hình sự vào năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá 2 tháng, đối với tội phạm ít nghiêm trọng không quá 3 tháng, với tội phạm nghiêm trọng và không quá 4 tháng với tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đối với những vụ án phức tạp, chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá 15 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng, và tội phạm nghiêm trọng không quá 30 ngày với loại tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo tờ báo Pháp Luật, luật sư Hoàng Kim Minh Châu, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc tạm giam các bị can kéo dài đến 13 năm đã cho thấy sự thiếu hiệu quả và thiếu trách nhiệm, cũng như nhiều vấn đề phải xem xét lại tại các cơ quan tố tụng. Người xưa vốn có câu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, tức là một ngày tù bằng ngàn năm ở ngoài. Công luận thấy rằng việc tạm giam quá lâu đối với người bị nghi ngờ phạm tội sẽ làm giảm sút niềm tin vào hệ thống pháp lý của nhà nước, đồng thời sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của đất nước. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin chuyện chỉ có ở Việt Nam, tạm giam nghi can 13 năm rồi cho tại ngoại, ai phải chịu trách nhiệm? Tô Lâm mải đấu đá nên để quên nhiệm vụ chính trị. Vào ngày 1 tháng 7, hàng loạt các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng loạt ra mắt lực lượng an ninh cơ sở, cánh tay nối dài của Bộ Công an với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, ngăn ngừa các âm mưu chống phá của thế lực thù địch. Tờ báo Tiền Phong vào ngày 2 tháng 7 đưa tin vụ cháy chung cư làm 56 người chết, xóa tư cách của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân. Bản tin cho biết liên quan đến vụ cháy chung cư mini khiến 56 người bị chết và 37 người bị thương, gây bức xúc lớn trong dư luận. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có quyết định kỷ luật xóa tư cách Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái. Đáng chú ý, theo tờ báo Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, đã nêu vấn đề về phòng cháy chữa cháy, điều mà Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ví như ngành công an để còn rết bò đến tận bây giờ. Cụ thể, Thiếu tướng Tùng cho biết
xảy ra vụ cháy chúng tôi mới lật lại từ năm 2015, nguyên nhân sâu xa từ vấn đề quản lý xây dựng, nguyên nhân do giai đoạn đó để vi phạm xây dựng nhà sai phép thì mới xảy ra hậu quả như thế. Đấy là nguyên nhân sâu xa, còn các giai đoạn tiếp theo thực hiện quản lý xây dựng thế nào, quản lý phòng cháy chữa cháy như thế nào, có thực hiện hay không, để con rết bò đến tận bây giờ. Vẫn theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, nếu đưa lên bàn cân để xử lý hết cán bộ, hết cả chuỗi hệ thống chính quyền, thì ít nhất của phường thời điểm đó chưa nói đến quận, do đó phải có sự đồng thuận từ vấn đề cấp phép, giám sát, nghiệm thu và xử lý triệt để. Phát biểu của tướng Tùng hoàn toàn phù hợp với đánh giá của báo Thanh Niên. Theo đó, vào tháng 3 năm 2024, báo Thanh Niên cho biết Bộ Công an cho rằng vụ cháy chung cư mini này đã điển hình cho sự buông lỏng trong quản lý hoạt động cấp phép và xây dựng. Vẫn theo báo Thanh Niên, ngôi nhà này được cấp phép 6 tầng, nhưng chủ đầu tư Nghiêm Quang Minh đã biến công trình nhà ở 6 tầng thành chung cư mini cao tới 9 tầng, cộng một tầng thượng rồi chia thành 45 căn hộ để bán và cho thuê. Phải đến tháng 9 năm 2023, sau khi chung cư mini này gặp hỏa hoạn, làm 56 người chết và 37 người bị thương, khi đó ông Nghiêm Quang Minh mới bị cơ quan công an thành phố Hà Nội khởi tố bắt giam. Cơ quan quản lý điện lực Hà Nội cho biết, hiện nay ở thủ đô có chừng hơn 2.000 chung cư mini đang hoạt động chui. Các chung cư này được các cơ quan chức năng linh động cho nộp phạt để tồn tại, trong đó có lực lượng công an. Đổi lại, các chủ đầu tư chung cư mini này đã lót tay bằng phong bì với số tiền hàng tháng không hề nhỏ. Số tiền đó đã chảy về đâu và vào túi ai thì ai cũng biết. Nhưng các chủ chung cư mini phạm tội cơi nới sai giấy phép, biến nhà ở riêng lẻ thành chung cư mini, kinh doanh mà không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, còn ngành công an quản lý công tác phòng cháy chữa cháy ra sao, chưa thấy xử lý. Tại phiên họp Quốc hội khóa 14 vào ngày 17 tháng 1, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang khi đó đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm rằng, lực lượng đông như thế, giờ lại thêm nhiều lực lượng nữa, chẳng lẽ lực lượng chính quy không đủ để nắm tình hình, xử lý tình hình hay sao? Đây là một trong những lý do vì sao vào tháng 11 năm 2020, dự luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở do Bộ Công an đề xuất không được Quốc hội thông qua. Tục ngữ Việt Nam có câu, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, nhằm phê phán những kẻ bao đồng, chỉ lo chuyện của người khác mà bỏ bê vô trách nhiệm với nhiệm vụ chính của bản thân cần phải làm. Công luận đặt câu hỏi là tại sao nhiệm vụ chính của ngành công an là đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của người dân. Nhưng ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, không quan tâm mà chỉ lo bành trướng quyền lực để đấu đá làm gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Đại mài đấu đá để quên nhiệm vụ chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.